Chiều nay, Ban chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 18, sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2024. Theo đánh giá, 9 tháng qua, các cấp ủy cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tích cực đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra với 441 đảng viên, đạt 126%. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng thực hiện có trọng tâm, kịp thời xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa 13 về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thảo luận nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030. Dịp này, có 27 đảng viên được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.